Đây lời Chúa phán: đã đến ngày ta sẽ thực hiện tin mừng ta loan báo về nhà Israel và nhà Juda. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, ta sẽ làm nảy sinh cho David một chồi công chính. Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Juda sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ sống yên ổn, và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: Thiên Chúa Đấng Công Chính của chúng tôi. Đó là lời Chúa. Anh em đang sống như vậy.
rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.